Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3, kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 35, luyện tập chung. Bài số 1, tính 329. Chúng ta sẽ 329 ml ta trừ cho 130 15 thì chúng ta sẽ bằng là thầy ghi ở trên này ha. Bằng là 194 ml. Bài này 200g ta trừ cho 150 thì chúng ta sẽ bằng là 50g. 390 12 ta cộng cho 40 13 bằng là 430 15 ml. Này là 250 11 ta cộng cho 262 thì chúng ta sẽ bằng là 510 13 ml. Chúng ta tiếp theo 30, cái này chúng ta sẽ làm bên tay trái qua bên tay phải, có nghĩa là ta lấy 37 ta cộng với lại là 63 trừ cho 30 thì chúng ta sẽ được là bằng là 70 gram. Rồi cái này chúng ta cũng làm bên tay trái qua bên tay phải, có nghĩa là 87 ta trừ cho 17 được thì chúng ta sẽ bằng là 70. 70 ta cộng với lại là 10 thì chúng ta sẽ bằng là 80 ml. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Cái này là 100g. Rồi, cộng với lại một cái gói quà, còn bên này là 500g. Khi mà hai bên này nó bằng nhau, cân bằng nhau thì cái kim nó giữa. Vậy cái này là 100g ta cộng với lại 400g. Rồi, hoặc ta lấy 500 ta trừ cho 100 là ra 400. Này là 400 ta cộng 100 là đủ là hai bên này bằng nhau. Thì gói quà này thì chúng ta sẽ có là bằng là 400. Bên này là 100 cộng 100 là 200. 200 mà bên này là hiện tại cái này cục cân này là 50, như vậy cái này còn là 150. Được. 200 ta trừ cho 50, như vậy cái này là 150. Cái chùm nho này là 150. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Cô ba đem một chiếc cúc áo hết là 70 ml. Chỉ hỏi đơn 5 chiếc áo cúc như vậy thì cần là bao nhiêu ml chỉ. Như vậy là một chiếc thì là 70, mà 5 chiếc ta lấy 70 ta nhân cho 5. Số ml chỉ cần là ta lấy 70 ta nhân cho 5 bằng là 350 ml. Đáp số 350 ml chỉ. Thành chỉ vào nữa. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Robot có hai cái cốc loại là 150 ml và 400 ml. Chỉ dùng hai cốc đó làm thế nào để robot lái được là 250 ml nước từ thùng nước. Rồi cái bài này thì chúng ta làm sao đây? Thầy sẽ có là cái cốc này là cái cốc bự này là 400 ml và một cái cốc nhỏ này là 150. Giờ chúng ta đổ đầy nước vào cốc 400 này thì sau đó thì chúng ta rót qua đây. Rót qua đây có nghĩa là 400 nè. Ta trừ cho 150 qua đây. Thì còn lại là 250. Quá đơn giản. Rồi chúng ta làm sao? Lấy đầy nước cốc 400 ml
sau đó rót qua cốc 150 ml chấm. Lúc này cốc còn lại 250 ml. À, chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 1. 80 ml nhân cho 3. 8 nhân 3 là 20. 24. 20 14 ml. 24 mà ta chia 4 là bằng là 6 ml. 42 gram mà ta chia cho 3 thì chúng ta sẽ được là 14. 14 gram. 14 gram mà ta nhân cho 5 thì chúng ta sẽ được là bằng là 70 gram. 20 ml nhân cho 20 mm nhân cho 2 là bằng là 40 mm. 40 mà ta chia 8 là bằng là 5 mm. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Túi nào nặng nhất trong 3 túi A, B, C như hình vẽ dưới đây? Túi này thì chúng ta sẽ có là 100 cộng với 200 là 300. Túi này là 300 này. 300 gram này. À. Túi này là hai cái này cộng lại là cho đủ 500. Nhà túi này là 300 gram này. 300 ta cộng 200 là bằng 500, tại vì bên này đã có là cục này là 500. 300 gram. Rồi. Vậy cái túi B thì bản thân cái này nó cũng là 300, tại vì bên này nó 300 này, qua bên này nó cũng là 300. 300 gram. Và cái túi C này nó sẽ nặng hơn túi này, tại vì nó nặng hơn thì nó chìm xuống, nhẹ hơn thì nó nổi lên. Được không? Như vậy thì túi C là túi nặng nhất. Đó là túi C nặng nhất. Chúng ta qua trang tiếp theo. Cách chơi. Đây là cái con xúc xắc. Đây thầy lấy cái con xúc xắc đây nè. Đây là con xúc xắc. Con xúc xắc này là nó là một khối lập phương, nó có 6 mặt. À, một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, năm mặt và cái mặt ở dưới nữa là 6 mặt. Đó. Thì 6 mặt thì tương ứng với người ta họ chấm là từ số 1 tới số 6 chấm. À, cái này chúng ta gieo như thế này đó, nó là 3 chấm. À, thường thường người ta họ chơi thì người ta họ bỏ vào cái chén hoặc cái bát. Bỏ vào đây, gieo. Đó, cái này là 5 chấm. À, đó là cái cách. À, rồi chúng ta xem cái bài này. Chơi theo nhóm, cái này là phải chơi theo nhóm nha. Người chơi bắt đầu xuất phát từ ô xuất phát. Xuất phát, ô xuất phát đâu? Đây, ô xuất phát từ đây này. Ô xuất phát từ đây. Tiếp theo, khi đến lượt, người chơi dây con xúc xắc đếm số chấm ở mặt trên xúc xắc rồi di chuyển số ô bằng số chấm đó. Ví dụ như chúng ta gieo như thế này là 5 chấm thì chúng ta sẽ di chuyển là 5. Được. 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ vậy. Được. Xuất phát là từ đây qua đây. Đó. Rồi tiếp theo. Theo hướng mũi tên. Nếu kết quả của phép tính tại ô đi đến nếu sai thì phải quay về ô xuất phát. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta gieo mà nó tới đây mà chúng ta cộng lại mà nó không có đúng cái kết quả thì chúng ta phải quay về cái ô xuất phát. Còn đúng thì chúng ta gieo tiếp. Trò chơi kết thúc khi đưa vé màng đi được đúng một vòng, tức là trở lại ô xuất phát. Có nghĩa là từ đây này đi một vòng 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 vòng, vòng về tới đây. À. Thì bây giờ cái này các em cho theo nhóm, bây giờ thầy sẽ tính phụ cho các em là những cái kết quả này. 160 ml mà trừ cho 60 là bằng là còn lại là 100 ml. À. 30 gram mà nhân 2 là bằng là 60 gram. Này là 55 gram ta cộng với lại là 45 gram thì chúng ta sẽ đạt bằng là 100 gram. 20 ml ta nhân cho 5 là bằng là 100 ml.
90g chia 3 là bằng là 30g. 30g cộng với lại 60g là bằng là 90g. Bài này là 30 ta cộng với 70 là bằng 100 ml. 90g ta chia cho 5 thì chúng ta bằng là 18g. Bài này tính bài này luôn. 903 trừ cho 3 là còn lại là 900 ml. 56g chia 7 là bằng là 8g. 72 mà chúng ta sẽ chia cho 9 thì chúng ta sẽ bằng là 8. Này là ml. Cái này 9 x 8 là bằng 72. Này là ml. 1000g mà trừ cho 200 là bằng là còn lại là 800g. 10 x 9 là bằng là 90 ml. 30 ta cộng với lại 90 là bằng là 120 cm. 40 mà nhân cho 2 là bằng là 80 lít. 500g mà ta trừ cho 500 kg mà trừ cho 50 là bằng là 450 kg. 10 nhân 7 là bằng 70 ml. 4 ml ta cộng với 96 là bằng 100 ml. 40 kg nhân 2 là bằng là 80 kg. Đó, thầy tính phụ cho các em về cái những cái kết quả như vậy, còn mấy em tự chơi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi, bài kiểm tra dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.